Chào các bạn, trở lại với Suc Khoe Health Tips. Các bạn ơi, hôm nay My đang ở Costco. My cho các bạn xem cái lò nướng ở trong Costco nè. Mà tại vì vừa rồi cũng có bạn hỏi My là ở nhà My xài lò nướng nào đó, thì My cho các bạn xem luôn. Ở đây nè, có cũng vài loại cái lò nướng, nhưng mà My thấy trong đây có cái xài rất là tốt luôn. Mà cái này á, My chưa có xài cái này mà em gái của My á, nó xài rồi, nó rất là thích luôn. Nó kêu My mua, mà tại vì cái lò nướng ở nhà cũ của My á, nó đang còn xài được, cho nên mình chưa có đổi. Chắc để chừng vài tháng nữa mà nó hư, chắc My cũng phải đổi cái lò này. Nhưng mà My nói cho các bạn biết, thì cái lò Ninja này nè, là cái loại mà em của My á, nó rất là thích luôn. Lúc mình nướng á, cái đồ ăn của mình nó nướng bỏ vô đây nè, thì nó hai mặt, cái mặt dưới nó cũng giòn nữa. Cái này là cái mà em My nó thích. Như ví dụ như mình nướng, ví dụ mình nói xin lỗi nha, chicken ha. Những cái lò air fry cũ của nhà My á, là ở mặt dưới nó không có giòn, ở trên nó giòn. Nhưng mà cái này á, là ở dưới nó cũng giòn, giòn hơn ở trên luôn. Cho nên nó giòn cả hai mặt, thì mình thấy thích hơn. Cái này đó là cái mà My thấy cái loại Ninja này xài á, em gái mình nó rất là thích. Còn nấu áp suất á, thì nói chung là rất là tốt, cũng giống như là những nồi áp suất khác thôi. Nó có hai cái nắp, cái này là 6.5 quart, vừa nướng vừa air fry vừa đủ thứ hết luôn. Em My lấy nó nấu phở, làm đủ thứ luôn, cũng cái nồi này luôn. Tại nhà My có cái Instant Pot rồi, giống như loại bên này rồi. Mà bây giờ mình lấy nữa thì nó dư, nhưng mà mình thích là mình nướng được trên dưới đều giòn á các bạn. Mình thấy thích hơn. Với cái đồ không dính của nó đó, mình lấy ra rửa rất là dễ, mình clean up nó dễ á. Các bạn có xài thử thì nên xài, tại em gái của My đã xài rồi nha, cho nên thấy cái này rất là được á. Mà giá này thì các bạn thử compare, so sánh thử các chỗ khác, nhưng mà My thấy cái này rẻ hơn. Cái mà My coi là 199 đồng. Các bạn biết là em My cũng có cái Instant Pot loại bên này nè, loại này rồi. Thì cái lò nướng này á, là mình không có cần nấu pressure cook gì hết trơn á, mình chỉ cần cái chức năng nướng của nó thôi. Nhưng mà nó nói cái chức năng nướng của nó rất là giòn nhiều, cho nên nó chọn cái này. Thì nó cũng tiện lợi hơn nữa, nếu mà có pressure cook là loại nấu áp suất ở trong này luôn á, thì khi mà những cái đồ mà trong ngăn đá á, thì mình lấy ra thì mình không có cần rã đá gì hết. Mình nhấn pressure cook xong, nếu mà mình đã ướp rồi ha, rồi xong rồi cái mình nhấn qua, mình đổi qua cái lấy khác, cái nắp khác, rồi bắt đầu nữa là mình giống như mình vừa nấu cho nó mềm xong rồi sau đó thì mình chuyển qua mình nấu cái loại mà nướng luôn, thì nó cũng tiện. Mình thấy cái này thì tiện cho ai nếu mà không có cái nồi áp suất. Mình vừa mua cái loại air fry rồi vừa mua cái loại áp suất luôn, thì một cái này rất là tiện mà xài giống nhau hết. Mình nấu phở nấu gì ha cũng được hết, hoặc là mình nướng cũng được luôn. Mà tại vì My chỉ thích, bây giờ My chỉ đang cần là cái lớp dưới nó giòn, lớp trên nó cũng giòn. Thì mình nướng đồ á, tất cả các đồ, nhiều khi tàu hũ á các bạn, mình cũng cần làm cái giòn giòn á, như mình nhúng vô bột giòn rồi đó, mình cũng cần hai mặt cho nó giòn, thì mình nướng nó cũng ngon hơn là cái loại air fry thường. Cái loại air fry thường thì mình thấy nó xài thì được, nhưng mà nó giòn thì mình thấy không thích á. Cho nên cái này mình thấy nếu các bạn nào mà gia đình chưa có thì mình thử cái loại này ha. Cái size này á thì mình thấy là 6.5, là nó cũng vừa gia đình mình xài nè. 6.5 quart á, còn nó có loại 8 chấm thì nó hơi lớn hơn, nó mắc tiền hơn chút. 8 chấm hình như ở Walmart mình cũng có thấy bán, nó hình như khoảng 99 hay là 180 gì đó, khoảng đó. Còn cái loại 6.5 này thì mình thấy rẻ, ở Bed and Beyond như cũng khoảng giá này. Nhưng mà hình như mình mua của Costco thì có lỡ có đổi có trả gì, mình thấy nó cũng dễ hơn những chỗ khác. Thì cái lò này nhìn thì cũng bự ha, nó hơi lớn hơn cái nồi Instant Pot, nhưng mà chức năng thì nó nhiều hơn, thì mình thấy nó cũng tiện. Cái này nó có hai cái nắp ở trên ha, để cho mình lấy ra rồi mình đổi qua cái nấu bình thường hoặc là rồi qua cái air fry. Mà cái loại này em gái mình nó thích, nó nói nướng đồ thấy cũng ngấy lắm, với nó cũng sạch, nó cũng không có văng ra ngoài mà nó giữ hơi kín. Còn cái loại nữa, một cái loại này nè các bạn, thì My cũng chưa có xài cái loại này, nhưng mà có người quen đã xài rồi, nói là cái loại mà cửa đóng như vậy nè, nhiều khi mình nướng á, mình đi ngang á các bạn, cái hơi nó bị lít ra ngoài, nó làm cho mình đứng gần á nó cũng hơi nóng, hoặc là mình đụng cái đo này nè, mình đụng cái cửa này nè, cái nó làm cho mình nóng cái tay mình. Cho nên có nhiều người ta không thích cái loại này, nhưng mà My không biết thì hay là tại cái đó nó bị defect, nó bị giống như hư lỗi gì của cái phần đó, thì có thể cái máy đó bị thôi, nhưng mà cái máy khác thì không có bị. Thì mình cũng không biết là cái đó là cái nào cũng bị hết hay sao, nhưng mà có người quen nói là nó bị nóng như vậy đó. Mà mình thấy cái nóng như vậy thì thấy nếu mình xài vậy thì cũng hơi nguy hiểm, cho nên mình cũng không có xài loại đó luôn. Thấy thì đẹp, tính mua loại đó nhưng mà chắc để suy nghĩ lại. Còn cái loại này thì em gái mình nó rất là thích luôn. Cái kiểu á các bạn, thì mình thấy cái loại của loại có cái cửa nhìn nó sang, nó đẹp hơn. Còn cái loại này thì nó hơi thô, nó gồ ghề, nó bự quá. Nhưng mà thường cái này cũng một cái kinh nghiệm nha các bạn. Nếu như mà thường thường ở nhà của người Việt Nam mình nó hay có cái patio, xong cái mình hay để đem ra ngoài mình nướng, mặc dù là không có ở ngoài trời nhưng ngoài patio, xong cái mình để ngoài trời luôn. Như là ngoài cũng có mái che nhưng mà ở ngoài chứ không phải ở trong nhà, để cho nó đừng có nghe mùi, đừng có hôi nhà đâu ha. Nhưng mà thường thường giống như em gái mình đó, nó xài đồ cũng hao lắm nha, nhiều cái lắm. Nó nói mỗi lần em xài mà em gì mà em để ngoài thời gian á, làm như nó mau hư lắm. Còn cái ở trong nhà thì thấy nó lâu hư hơn, làm như là cái không khí nó ẩm quá đó các bạn, nó làm cho cái đồ điện của mình nó mau hư hơn là mình xài ở trong nhà. Thì mới thấy cái đó cũng có thể là cũng đúng á. Mình xài á mà giống như cái hơi ẩm nó lâu quá đó, thì chắc lâu ngày nó có thể làm như vậy. Thì đây cũng là một cái lưu ý nhỏ để cho các bạn để ý. Nếu có điều kiện thì mình xài ở trong nhà thì nó tốt hơn ha. Nhưng mà nếu mà lâu lâu mà mình có party hoặc là làm gì đó, mình làm ngoài trời, xong rồi khi nào cắt thì mình đem vô nhà mình cắt, thì chắc cũng không đến nỗi gì. Thì đó là những cái mình biết về cái nồi này. Thì nếu các bạn nào có kinh nghiệm gì thì xin các bạn chia sẻ thêm nữa giùm My ha. My chúc cho các bạn tìm được một cái nồi mình thích và mình nấu đồ ăn cho ngon cho cả nhà mình ăn ha. Enjoy. My dừng ở đây nha. Video sau My sẽ chia sẻ với các bạn hết vòng vòng ở Costco coi có cái gì ha, có gì mình ăn được, có gì mình ngon mình thích. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.